Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chắc chắn rồi, Chúa của mình là đấng luôn kỳ diệu. Và khi chúng ta tìm đến với Ngài, cuộc sống của chúng ta sẽ cũng nên trở nên kỳ diệu giống như Ngài. Amen. Chúng ta sẽ chứng kiến thấy những phép lạ, những điều siêu nhiên bắt đầu xảy ra trong đời sống của mình ngay khi mình bước đi theo Ngài. Và mục đích của Chúa Giêsu đến với cuộc đời chúng ta, thứ nhất là Ngài ban cho chúng ta sự sống, để cho chúng ta không còn chết nữa nhưng được sự sống đời đời. Và điều thứ hai, Ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta được thay đổi ngay khi còn đang sống trên đất này. Ngài thay đổi cách nghĩ của chúng ta, Ngài thay đổi tâm trí của chúng ta, Ngài thay đổi những cái thói quen mà đời này đã dạy chúng ta, để tới làm gì? Để cho chúng ta được sống thành công. Có nghĩa là Ngài không những ban cho chúng ta sự sống, mà Ngài còn muốn 80 năm, 70 năm trên đất này chúng ta được thành công. Chúa vui để chúng ta được thành công. Amen chị em. Cho nên trước khi chúng ta học lời Chúa, tôi muốn gọi là thử xem tâm trí anh em mình thay đổi chưa. Rất là vui thôi. Nhưng mà tôi nghĩ điều này cũng lý thú rồi. Cả hội thánh có ai nhìn thấy tôi không? Ai cũng thấy đúng không? Có ai không nhìn thấy tôi không? Ai nhìn thấy tôi giơ tay lên nào? Tất cả đều nhìn thấy. Cảm ơn Chúa, ít nhất là anh em chân thật. Nhưng thật sự anh em không thấy tôi, anh em chỉ thấy thân thể của tôi thôi. Đó là cách Chúa muốn thay đổi tâm trí chúng ta. Amen. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chừng nào tôi còn sống trong thân xác này, tôi cách xa Chúa. Nhưng khi tôi ra khỏi thân xác này, tôi gần Chúa. Như vậy thì sứ đồ Phao-lô khi ông nói tôi, ta, chúng ta, ông không nói đến gì chúng ta nhìn thấy, ông nói đến con người bề trong. Amen. Khi chúng ta thay đổi cách nghĩ như vậy đó, chúng ta sẽ có cái cách tiếp cận với Chúa khác hơn. Khi chúng ta nhìn với một người, đừng nhìn bề ngoài họ. Amen. Hãy nói với Đức Thánh Linh, Chúa ơi, cho con thấy điều gì bên trong họ. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy sự vô hình của tôi. Cho nên chị em, hãy phát triển ơn lời tri thức, hãy phát triển ơn lời nói khôn ngoan, ơn phân biệt các linh, để khi chúng ta nhìn ra thế giới xung quanh này, chúng ta không bước đi theo những gì mắt mình thấy, tai mình nghe, như những gì Đức Thánh Linh mách bảo. Anh em ạ, đó chính là chìa khóa của sự thành công. Chìa khóa của sự thành công. Cho nên nào, qua một bài test 5 giây, tôi thấy tất cả chúng ta đều phạm phải một cái thói quen xưa cũ, đó là đời này dạy mình. Đời sống này dạy mình sống theo những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng Kinh Thánh dạy mình sống bởi đức tin. Khi con mắt đức tin của chúng ta mở ra, thì chúng ta sẽ thấy những sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta sẽ không còn như cũ nữa. Amen. Thôi bây giờ chúng ta bước vào lời Chúa nha. Ok, anh em hãy thay đổi tâm trí, hãy tập Kinh Thánh và thay đổi tâm trí. Chúng ta hãy cùng nhau học buổi sáng hôm nay trong Luca chương 16. Và tôi sẽ rất là thích thú khi chia sẻ đoạn Kinh Thánh này cùng với anh chị em hết thảy trong hội thánh của mình. Luca chương 16 từ câu 10 đến câu thứ 13. Anh em có thể đọc thấy ở trên bảng rồi. Và nếu chúng ta có Kinh Thánh hãy dở ra để chúng ta theo dõi lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì những anh em đã theo dõi Thánh trên livestream. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho anh em trong thời gian này. Nguyện lời của Chúa thay đổi cuộc sống anh em, thay đổi tâm trí anh em và khiến anh chị em được thành công. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy nhìn xem lời Ngài. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, cài đèn của thật giao cho các ngươi. Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hệt với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi mà mòn nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu ba câu Kinh Thánh này buổi sáng hôm nay. Anh chị em đã đọc và thấy lời Chúa rồi đó. Tôi rất thích đoạn Kinh Thánh này, vì ở đây
Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta một nguyên tắc. Ngài dạy cho chúng ta nguyên tắc để có thể chạm đến những việc lớn ở trong cuộc đời này. Ngài dạy chúng ta một nguyên tắc để có thể sở hữu được những của thật ở trong đời này. Và Ngài dạy chúng ta một nguyên tắc để cho chúng ta có được sản nghiệp đời đời ngay khi chúng ta còn sống trên đất này. Và điều thứ hai trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết để đạt được điều đó, chúng ta cần tin cậy Đức Chúa Trời. Và hơn thế nữa, chỉ tin cậy một mình Ngài mà thôi. Đó là điều mà đoạn Kinh Thánh này truyền đạt. Tại vì ở đời này có những việc lớn, những điều chân thật, những sản nghiệp đời đời. Nhưng con người đã bị thế gian này làm cho hư đi. Như nãy tôi nói, thế gian này đã dạy chúng ta nghĩ theo kiểu của nó, hành động theo kiểu của nó, chúng ta sống theo kiểu của nó. Và bởi vậy chúng ta đã đánh mất ân điển của Đức Chúa Trời là Đấng luôn yêu thương và dành cho chúng ta những điều tốt nhất. Đằng trước của đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu kể câu chuyện của người đầy tớ bất trung. Có phải vậy? Người đầy tớ bất trung là người đầy tớ mà hôm nay chúng ta có thể tìm thấy nhan nhản ở thế giới này. Là người đầy tớ mà ngay khi nghe tin chủ đuổi việc, nó đã bắt đầu không ăn năn hối lỗi mà nó còn phá của chủ nó nhiều hơn. Các bạn, nó kêu người nợ chủ đến, nợ trăm đồng đúng không? Vì xuống còn 50 thôi. Mà nó tưởng rằng sống như vậy là khôn khéo, sống như vậy là đạt được điều mình muốn. Nhưng thực chất anh chị em, tất cả những điều đó đều dẫn con người đến sự thất bại, từ hố này đến hố khác. Ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này, nhiều khi tâm trí của chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta quen rồi, ai cũng quen rồi, những việc nào lớn lao thì mình mới để ý, những việc nhỏ thôi mình cẩu thả một tí chẳng sao. Chúng ta hay nghĩ như vậy, phải không? Cái này là của mình cho nên mình phải chăm sóc cho nó tử tế. Còn cái này là của thiên trả địa mà, thôi chơi thoải mái. Xe này là xe chúng ta đi thuê mà, chạy ổ gà cứ chạy thoải mái, gãy tầng gãy tiết thì về chủ xe đúng không? Mình thuê bao ngày, có phải chứ? Đôi khi đời này dạy chúng ta nấu cá theo kiểu đó, răng mạnh theo kiểu đó. Nhưng chị em, Chúa trên trời biết hết. Và Ngài nói trong lời Ngài rằng, lời của ta là linh và sự sống. Lời của ta là luật pháp và lời tiên tri. Có nghĩa là những gì Đức Chúa Trời đã nói trong lời Ngài, nó sẽ hành động trong thế gian này, bất chấp con người cảm thấy kiểu gì, bất chấp ý kiến của con người có ra sao, thì lời của Chúa vẫn cứ ứng nghiệm. Cho nên khi chúng ta không trung tín trong việc nhỏ, khi chúng ta không trung tín trong của người khác, khi chúng ta không trung tín trong những điều tạm bỡ đời này, thì chúng ta không bao giờ được Đức Chúa Trời giao cho những việc lớn, những việc thật và những sản nghiệp đời đời. Đó là chân lý, đó là chân lý, đó là chân lý. Cho nên hôm nay tôi muốn chúng ta hãy ghi nhận điều này để làm gì? Để tất cả anh em mình cùng nhau thay đổi, cùng nhau thay đổi. Anh em hãy đồng ý với tôi đi. Bất cứ một nhà thơ, nhà văn vĩ đại nào bây giờ thì họ cũng bắt đầu từ đánh vần ba bờ a ba, cha chờ a cha, đúng không? Rồi ba cha. Bất cứ một con người vĩ đại nào cũng đánh vần từ a b c d ở trong trường. Hoặc là một nhà toán học vĩ đại mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, thì thưa anh chị em, họ cũng bắt đầu từ bàn cứu chương. 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, đó đúng không? Tôi cũng ngày xưa cũng học bàn cứu chương mà học mấy tháng trời này thôi, chúng ta bắt đầu như vậy thôi. Cho nên tóm lại là gì? Tôi muốn truyền đạt cho anh chị em biết, tất cả những điều gì lớn lao đều bắt đầu. Một tỷ phú, một triệu phú cũng bắt đầu từ một cửa hàng của con đường, từ một việc kinh doanh rất nhỏ, chắc chiêu từng đồng, trung tín từng đồng, biết dành dần từng đồng mới có được những sản nghiệp lớn lao. Amen. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng
Ngài đặt cho chúng ta một nguyên tắc, đó là những việc nhỏ Ngài giao trước, những việc tạm bợ nay còn mai mốt Ngài giao cho chúng ta trước. À, những của người khác tất cả phải của mình Ngài giao cho chúng ta quản lý trước. Ba điều đó Đức Chúa Trời giao cho chúng ta trước. Để làm gì? Để Ngài thử xem cái hành động, suy nghĩ, cái cách quản trị của chúng ta đối với những cái sự nhỏ, sự tạm bợ, những sự của người khác nó như thế nào, trước khi Ngài quyết định đem những điều lớn lao hơn trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Đó là điều chắc chắn. Ngày hôm nay đôi khi anh em mình thích những cái gì lớn lao không? Thích một phát bước lên là thành TV Jose biến đổi thế giới không? Cháu thích lâu ghế nhà thờ. Không ạ? Ai chẳng thích thế? Thích bên yên, phát tay một cái, cả sân hoạt động, ngã năm rơm thế. Ui, sao chữa lành phải là những cái. Thích ngày mai, có ngày vài ngàn tỷ ra lại khó. Cho nên thế giới mì ăn liền ngày hôm nay đã phá hủy cái tính chân thật của Đức Chúa Trời đến trên thế giới này. Và đó là lý do hôm nay chúng ta thấy xã hội rối loạn, chúng ta thấy nhiều nền tảng bị phá hủy, chúng ta thấy không những trong đời sống vật chất mà còn trong đời sống tinh thần người ta cũng đã phá hủy nguyên tắc này. Người ta chỉ thích tỏ ra thân mật dịu dàng với những người có chức tước, những người cao trọng, những con người có ảnh hưởng, những con người chúng ta nghĩ rằng lợi dụng được thì mình không lắm. Còn những mối quan hệ bình thường thì chúng ta tỏ ra sao ạ? Coi thường. Ở nhà thì chưa có một lời ngọt ngào với vợ con, nhưng mà ra ngoài đường thì ngọt như mía lùi. Đôi khi nó là như vậy. Nhưng mà không phải, Chúa thấy hết á, Chúa biết. Bởi vì sao? Bởi vì thật sự Đức Chúa Trời khi nói câu này, Ngài đang muốn xây dựng tính cách chân thật của chúng ta. Ngài muốn loại bỏ ra đời sống chúng ta những sự bất trung và những sự giả hình. Amen. Amen. Chúa muốn loại bỏ ra đời sống chúng ta những sự bất trung, bất tín nhiệm, không chân thật, dối trá và giả hình. Để làm gì? Để chúng ta ngày trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Và điều đó không bắt đầu từ việc lớn. Xin thưa anh chị, điều đó không bắt đầu từ một hội thánh 1.000 người. Không. Điều đó bắt đầu từ hội thánh 2-3 người. Điều đó không bắt đầu từ một doanh nghiệp 1.000 tỷ. Điều đó bắt đầu từ một cửa hàng có vài chục triệu bắt đầu kinh doanh. Điều đó không bắt đầu từ một cộng đồng nào đó đông người, nhưng bắt đầu từ chính trong gia đình của mình, với vợ mình, với chồng mình, với các con của mình. Nó bắt đầu như vậy. Thì anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ thấy được tấm lòng của chúng ta tin cậy Ngài đến mức độ nào, trung tín đến mức độ nào, và người ta có thể tin cậy anh em ra sao. Điều đó nó phản ảnh Đức Chúa Trời có thể tin cậy chúng ta được chưa. Tôi nhớ một lần ông Richard Bunky, ông nói với Chúa khi ông ở châu Phi. Tôi đọc cuốn sách Lửa Phúc Âm của ông. Ông nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã đến châu Phi này 5 năm rồi, và Ngài phán với lòng con rằng Ngài dùng con để phóng hưng châu Phi, Ngài dùng con để dùng huyết của Chúa Giê-xu rửa cả châu lục này, Ngài cho con thấy khải tượng, Ngài phán với con, Ngài cho con đi học trường Kinh Thánh. Mà 5 năm rồi con chưa cứu nổi được 50 người. Tại sao vậy Chúa? Con đang muốn hỏi điều này, xin Chúa hãy cho con biết. Ông hỏi Chúa câu đó đang khi ông trên đường để cầu xin $50 nộp tiền nhà mà chưa có. Nghèo vậy đó, khốn khó vậy. Và anh em biết điều gì không? Có một tiếng phán nhỏ nhẹ trong lòng ông, hỏi ông thế này: Bông đi, ta đã tin cậy con được chưa? Và khi tôi đọc câu đó, Chúa cũng dạy dỗ tôi một cách rất sáng suốt. Không phải Đức Chúa Trời không muốn dùng chúng ta làm những việc lớn, nhưng Ngài chờ đợi thời điểm chúng ta trở nên đáng tin cậy trong mắt Ngài. Amen. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời khao khát được biến đổi thế giới này.
Ngài khao khát không phải chỉ dùng một mình TV Joshua, không phải chỉ dùng một mình đi học con kia, một mình bên ấy. Ngài muốn có hàng tỷ TV Joshua, muốn có hàng triệu bên ấy, muốn có hàng ngàn những con người đầy ơn để biến đổi thế giới hướng nát này. Nhưng anh chị em ạ, Chúa đang tìm những con người mà Ngài có thể tin cậy được. Cho nên trong câu kinh thánh này, nếu chúng ta biết làm thế nào để tin cậy Chúa, thì chúng ta phải bắt đầu từ những việc nhỏ. Nếu chúng ta có thể tin cậy Chúa ở những việc rất nhỏ, nếu chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần Ngài trong tất cả mọi việc của đời sống con cần Ngài khi con nằm ngủ, để sáng hôm sau con có thể thức dậy. Có những người ngủ luôn không thức dậy. Nhưng nếu chúng ta tin cậy Ngài trước khi đi ngủ, Chúa sẽ cho chúng ta thức dậy. Trước khi đi ra đường, chúng ta cũng có thể nói với Chúa: Chúa à, con tin cậy Ngài, con đi và con có thể trở lại về nhà. Có những người đi và không bao giờ về nhà mình nữa. Amen chứ. Những việc dường như nhỏ đó, nhưng nếu chúng ta tập được một thói quen tin cậy Ngài, thì nó dạy cho chúng ta một tính cách lớn. Amen. Một tính cách lớn, đó là tính cách lúc nào cũng tin cậy Đức Chúa Trời. Và con người tin cậy Chúa thì Kinh Thánh trong Thi Thiên chép như thế này: người nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được vững vàng như núi bao phủ thành Jerusalem. Khi chúng ta được tin cậy Chúa, thiên sứ của Chúa đóng cọc xung quanh những người đó, sự bảo vệ ở trên người đó, ân điển ở trên người đó, sự trợ giúp ở trên người đó. Cho nên chị em, cái vấn đề không phải ta nói rằng tất cả chúng ta không biết tin cậy Chúa, nhưng vấn đề chúng ta thường bỏ qua, không chịu bắt đầu tin cậy Chúa từ việc nhỏ. Vấn đề chỗ đó, chúng ta chỉ thích tin cậy Chúa những việc lớn đó. Ôi Chúa, chúng con chuẩn bị xây nhà thờ 5.000 chỗ ngồi, chúng con chuẩn bị tin cậy Chúa ra. Ôi, con chuẩn bị cầu nguyện thâu đêm suốt sáng ra. Nhưng chị em ạ, lời của Chúa hôm nay là luật pháp và lời tiên tri. Chúa nói rằng nếu chúng ta không biết tin cậy Chúa trong việc nhỏ, thì chúng ta cũng không thể thực sự tin cậy Chúa trong việc lớn. Đó là điều chân thật. Nhưng thế giới dạy chúng ta lừa dối chúng ta. Chúng ta tự lừa dối chính mình. Và chúng ta thường hay nghĩ rằng: ô, mình vẫn đang tin cậy Chúa. Ôi, tôi vẫn đang tin cậy Chúa trong việc lớn này. Tôi vẫn đang tin cậy Chúa để xây dựng một doanh nghiệp ngàn tỷ đây. Nhưng thưa anh chị em, cửa hàng ngoài kia đang lỗ lên lỗ xuống, thì chưa được. Hoặc là chúng ta nói: Chúa ơi, con đang chuẩn bị xây dựng một chức vụ để giảng sân vận động đó, giảng một phát lực và ngàn người ngã râm râm và đến với Chúa. Nhưng thưa anh chị em, hội thánh có 5 người mà cãi nhau lộn xộn chuẩn bị chia làm đôi, thành hai hội, mỗi hội 3 người. Thì làm sao? Phải chứ? Làm sao chúng ta có thể, hoặc là Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta những sản nghiệp lớn không? Không thể. Đó là luật pháp và lời tiên tri. Tôi nhớ tiên tri TV Joshua nói như thế này và tôi cảm thấy rất được dạy dỗ. Ông nói rằng nếu chúng ta không biết tin cậy Chúa trong việc nhỏ, thì chúng ta cũng không có biết cách và không có khả năng để giải quyết những nan đề trong cuộc sống của mình khi nó ập đến. Khi ập đến chỉ biết kêu trời: ôi Chúa giúp con, đảo lòng hết cuộc sống. Nhưng khi chúng ta biết tin cậy Ngài từng chút, sau khi ăn con cảm ơn Ngài Chúa, trong khi đi ngủ con cảm ơn Ngài, trong khi con ngồi xuống ghế con cảm ơn Ngài, trong khi con có được mối quan hệ tốt, Chúa ơi con cảm ơn Ngài. Chúa hôm nay Ngài cho con được tăng lương thêm được 10.000 đồng, con cảm ơn Ngài. Chúa hôm nay Ngài đã cho giám đốc đã cho con lên một vị trí cao hơn, Chúa ơi con cảm ơn Ngài. Chúa ơi hôm nay con được nghỉ ngơi một ngày, cảm ơn Ngài. Tất cả mọi điều hãy cảm ơn Ngài. Cho nên chúng ta hãy chiếu câu kinh thánh tiếp theo. Dạ. Còn câu kia mà đây để sau. Câu thứ ba. Đúng, câu này này. Trên Sa-lô-ni-ca giới chương 5 câu 17 đến câu 18: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.
Amen chứ. Vui mừng mãi mãi. Cầu nguyện không thôi. Làm việc gì cũng tạ ơn Chúa. Chúng ta đọc qua cái vế này, chúng ta sẽ nhìn thấy có một sự liên tục ở trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời, không ngừng không nghỉ. Và đó là ý muốn của Chúa. Nhưng đôi khi chúng ta không xây dựng cuộc sống mình như thế này. Chúng ta xem nhẹ câu kinh thánh này, bởi vì chúng ta không học cách để tin cậy Ngài từ việc nhỏ. Khi anh chị em biết cách rằng là mình cần Đức Chúa Trời trong việc nhỏ, mình tin cậy Ngài từ trong việc nhỏ, thì anh em sẽ thấy rằng và nhận ra rằng ô, mình cầu nguyện lúc nào cầu nguyện. Mình nhận thấy rằng mình cầu nguyện không ngừng. Mình nhận thấy rằng sao miệng mình lúc nào cũng tạ ơn Chúa. Bước xuống khỏi giường cũng tạ ơn Chúa. Bước lên giường nằm xuống khỏi tạ ơn Chúa thoải mái. Bước đi ra Nha Trang nghỉ cũng tạ ơn Chúa biển đẹp quá. Thấy miệng mình lúc nào cũng tạ ơn Chúa. Mà mình không biết tính cách sẽ được hình thành. Tính cách của Đấng Christ sẽ được hình thành. Đấng Christ là đấng liên tục kết nối với Đức Chúa Cha. Và Ngài muốn chúng ta liên tục kết nối với Chúa Giêsu. Liên tục. Đôi khi chúng ta xây dựng một đời sống cơ đốc nửa vời. Nửa vời có nghĩa là trong một tuần 7 ngày thì có 3 ngày rưỡi là cơ đốc, còn 3 ngày rưỡi là người thay gia. 3 ngày rưỡi chúng ta sống với sự lầm bầm, chửi rủa, oán trách. Ôi sao cuộc đời bất công thế, ôi sao cái thằng kia nó khó chịu thế. Và chúng ta tỏ ra khó chịu đối với mọi thứ, chúng ta lầm bầm mọi thứ. Và đến ngày thứ 6 thì chúng ta chủ nhật này chuẩn bị thôi, phụng Chúa là thôi mình dịu lại. Và 3 ngày rưỡi sau mình thành cơ đốc nhân. Đến nhà thờ chủ nhật, hallelujah, tuyệt vời, cảm ơn Chúa. Và ngày thứ 2 bắt đầu lầm bầm trở lại. Và chúng ta hãy sống cuộc sống như vậy liên tục. Và anh chị em ạ, một nửa nọ nửa kia trừ 2 với cộng 2 thì cộng lại nó bằng nhiêu? Tính cách đấng Christ của chúng ta không bao giờ được xây dựng. Chúng ta sống 30 năm với Chúa mà vẫn có người đó, vẫn tính cách ấy, vẫn cái tình trạng ấy. Chúng ta không tiến bộ thêm một chút nào. Anh chị em, ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta một cách khác. Chúa dạy chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa luôn luôn. Hãy biết vui mừng ở trong tấm lòng mãi mãi. Và cầu nguyện liên tục, vì đó là ý muốn của Ngài. Để làm gì? Để phẩm chất của Đấng Christ là vua bình an, vua của sự sống, vua của sự công chính được bắt đầu hình thành trong tâm lòng của chúng ta. Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 17 chép: thằng ai kết hiệp với Đấng Christ thì trở nên một thánh thiêng liêng cùng Ngài. Chúa muốn chúng ta kết hợp với Ngài, kết hợp với Ngài bằng cái sự vui mừng, tạ ơn và cầu nguyện thật thật. Còn nếu không như vậy anh chị em ạ, chúng ta mất kết nối với Chúa và chúng ta trở nên cực kỳ xa thị, cực kỳ xa thị. Và xa thị là mảnh đất rất là tốt cho ma quỷ, cho những kẻ ác của đời này. Đó là lý do tại sao nhiều cơ đốc nhân đã tái sanh nhưng vẫn có ma quỷ bên trong. Anh em biết tại sao cơ đốc nhân mà vẫn có quỷ bên trong không? Có người nói rằng có quỷ nó vào trong tâm linh nó sống, nó vào trong người nó sống. Tôi nói không phải. Khi một người đã tái sanh thì thánh linh đang ngự trong linh của người đó, quỷ không có cửa ở trong đó. Quên đi. Nhưng phần hồn và phần xác của người đó chưa được biến đổi. Và Satan đã lợi dụng những sự không thay đổi đó để hành hại cảm xúc, lý trí, ý chí của họ, hành hại thân thể của họ và khiến cho họ trở nên giống như người ma quỷ. Bởi thế cho nên sự giải cứu chân thật, sự giải cứu đúng đắn, sự giải cứu mà đúng nghĩa, đó là sự giải cứu khi lời của Đức Chúa Trời biến đổi cả con người anh chị. Khi lời của Chúa ở trong trí, trong lòng, khi cả con người của anh chị em bắt đầu sống vui mừng, khi cả con người của anh chị em đi đâu làm gì, Chúa ơi, cảm ơn Ngài.
Ôi Chúa ơi, con tạ ơn Ngài. Ôi Chúa ơi, con bình an khi con gặp Ngài. Chúa ơi, con biết ơn Ngài đã cho con điều này, cho con điều kia. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Bởi vì con có Ngài trên cõi đời này, con vui mừng vì được làm con cái của Ngài. Được dành sống như vậy, ma quỷ nó sợ và phát khiếp. Làm sao có cửa để bước vào đời sống? Mà những người nào sống như vậy, tôi cũng nói thật bên nhà luôn, đủ quỷ dễ vô cùng. Chạm tay ra là quỷ hét chạy lên. Còn người nào mà không sống như vậy, đủ lòng lắm. Có khi đủ dạng này chẳng ra. Bạn này của tao, nó nói vậy đó. Người này của tao, à, nó nói của nó. Tại sao nó nói của nó? Bởi vì anh chị em sống theo biết nó, các bạn nghĩ theo cách của nó, nói theo kiểu của nó, hành động theo kiểu của nó, thì nó mới nói là người này là của tao. Còn nếu anh chị em nghĩ theo kiểu của Chúa, nói theo kiểu của Chúa, hành động theo kiểu của Chúa, thì mắc mới gì quỷ nó nói anh em là của nó, thấy đó. Và nếu không phải của nó phải đi ra. Đó là sự giải cứu. Cho nên sự giải cứu chân thật là khi lời của Đức Chúa Trời chiếm hữu toàn bộ con người này, phần hồn, phần xác, phần suy nghĩ, phần tâm tính, lời ăn tiếng nói, tất cả. Những người nào sống như vậy thật ra không cần phải ai cầu nguyện giải cứu, tự nhiên cho em giải cứu đi, tự luôn quỳ nó đi ha, chắc chắn nó đi, vì nó rất sợ ánh sáng. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay có quá nhiều cám dỗ để cho con người ta không nghiêm túc với những điều nhỏ nhặt, và cám dỗ đó đã khiến cho người ấy không bao giờ chạm được những điều lớn lao. Cũng có những cám dỗ để con người ta xem nhẹ những cái ngày giờ mà Đức Chúa Trời thập tập mình trên đất này, xem nhẹ. Tôi chỉ mong chờ ngày làm việc thật thôi chứ còn bây giờ thực hành đi học tập, thực tập thì thôi kệ, muốn sao cũng được. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái ngày mình có một cái của thật. Anh chàng biết bác sĩ phẫu thuật không? Bác sĩ phẫu thuật trước khi có thể phẫu thuật một con người, ông đã có hàng trăm giờ đã mổ xác chết. Anh em đọc những tài liệu về bác sĩ phẫu thuật anh em thấy, xin được một cái xác chết về là quý lắm, cực kỳ quý. Tại vì sao? Phải mổ trên xác chết này, biết tim nó ở đâu, gan nó ở đâu, ruột nó ở đâu, tất cả cơ quan nội tạng ở đâu, mổ xác chết ra để thực hành, để biết trước khi mổ người sau. Còn bác sĩ phẫu thuật nào không thực hành trên xác chết, đảm bảo người đầu tiên ông mổ chết luôn, mùa hôm sau, đúng không? Rất là quý. Ngày hôm nay cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn giao điều thật cho chúng ta, Ngài thật tập chúng ta, Ngài gọi chúng ta vào trường Kinh Thánh để xem thử sau 9 tháng trong trường Kinh Thánh mình có đạt được kết quả, mình có đi học đều không, mình có làm bài tập không, mình có đọc câu Kinh Thánh mà thầy giáo cho, mình có bắt đầu nghiền ngẫm theo những điều mà ở trường yêu cầu không. Có người nói ôi dưới đây trường Kinh Thánh mà, tôi thì chỉ giảng xong vận động chứ không được Kinh Thánh, học chơi thôi, Chúa dạy thôi, tôi học với Đức Thánh Linh chứ không học gì người này. Thì anh chị em à, không bao giờ chúng ta rõ ràng được điều thật, khó lắm, rất khó. Cho nên cũng có những cám dỗ, đó là có những người không bao giờ trung tín với những việc của người khác, và điều đó đã cản trở có được sản nghiệp của riêng mình. Có những công nhân, có những nhân viên văn phòng, khi ông sếp ra khỏi phòng rồi là bật game lên chơi, đánh nhau, nào là liên minh rồi các thứ. Khi ông sếp vào phòng rồi, con đang làm tài liệu này. Người ta có thể không thấy, nhưng Chúa thấy. Và tấm lòng của mình bằng cách đó đã bị hư, bị hư. Tự mình giết mình, tự mình đã xây dựng một cái tính cách không phù hợp ở trong con người của mình, và sản nghiệp thật không bao giờ mới thôi, không bao giờ. Cho nên chị em, dù ngày hôm nay mình đang đi làm công ăn lương, xin hãy làm y như là của mình, y như của mình, thì đảm bảo với anh chị em, ông sếp sẽ nhìn thấy và cấp nhắc anh chị em lên nhanh lắm, chắc chắn.
hãy làm việc ơn chủ như của mình, thì đảm bảo với anh chị em rằng Chúa sẽ công nhận anh chị em này. Đó là nguyên tắc của Ngài. Cho nên đừng bao giờ chúng ta xem thường những cái điều mà nhỏ nhặt, tạm bợ của người khác. Trong công việc Chúa cũng vậy, trong mối quan hệ cũng vậy, thưa anh chị, hãy chú ý nó, chú ý nó, hãy chú ý nó. Điều thứ hai, ở đây cũng có một điều mà tôi muốn chia sẻ nữa. Cái lợi ích của cái việc khi chúng ta cầu nguyện không thôi, khi mình bắt đầu cảm ơn Ngài, cầu nguyện với Ngài liên tục từ sáng đến chiều, và nói như tiên tri TV Joshua nói, mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên anh chị em nhớ đến phải là Chúa Giêsu. Và buổi tối, người cuối cùng mà anh chị em nhắc đến cũng phải là Chúa Giêsu. Nếu chúng ta sống như vậy, thì anh chị em biết điều gì không? Tôi sẽ kết lại anh chị em điều này. Anh chị em bắt đầu nghe được tiếng Chúa. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay không biết nghe tiếng Chúa như thế nào. Và tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của sư ơi, nghe tiếng Chúa làm sao? Con phải quấy cái lỗ tai này như thế nào để nghe tiếng Chúa? Có phải đi tiệm cắt tóc rồi phải quấy cho nó đàng hoàng, lấy hết tất cả ra, bắt đầu im lặng, phòng bắt buộc không có tiếng ồn nào mới nghe được? Chúng ta không nghe Chúa bằng cái lỗ tai này, chúng ta nghe Chúa bằng trái tim, bằng cái phẩm chất của Đấng Christ được hình thành ở trong chúng ta. Tôi nói với anh chị em, chỉ có con với Chúa Trời mới nghe được Cha mình. Và khi Đấng Christ thành hình trong chúng ta, khi Đấng Christ đầy dạy trong chúng ta, anh chị em mình bắt đầu nghe tiếng Chúa. Đó là gì? Chúng ta không thể nào không đầy dạy Chúa, chúng ta không thể nào đầy dạy thế gian mà cùng một lúc lại nghe tiếng Chúa. Chuyện đó là không thể. Cho nên tôi rất nghi ngờ khi có người đứng lên nói Chúa vừa phán với tôi, mà đời sống của người đó thì tràn đầy những cay đắng, giận hờn, thù hờn, đủ thứ linh tinh. Cái tiếng phán đó tôi nghi ngờ. Chúa nào phán là vấn đề, Chúa đời này hay là Chúa trên trời, hai cái khác nhau. Cho nên chứ đứng nghe câu này, chúng ta nên bật cái quạt ra sáng lắm để mà chúng ta nghe được tiếng Chúa. Thì anh chị em ạ, cầu nguyện không thôi, cảm tạ Chúa không thôi, và giữ cho trạng thái tấm lòng mình lúc nào cũng vui mừng bình an, đó là nền tảng để chúng ta nghe tiếng Chúa. Bắt đầu anh chị em sẽ thấy sự dẫn dắt của Chúa ở trong tâm linh. Anh em đi một bước, ôi Chúa ơi con yêu Ngài, ôi Chúa ơi con cảm tạ Ngài vì điều này, ôi Chúa ơi con cảm ơn Ngài vì cơ hội này, ôi Chúa ơi con tin cậy Ngài trong công việc này, lạy Chúa Ngài được vinh hiển trong điều này với con, Chúa cũng muốn đồng đi với Ngài trong công tác này, Chúa cũng đến thành phố này, con cảm ơn Ngài, cũng biết Ngài định đi cùng con, Chúa ơi con vui mừng khi có Ngài đi bên cạnh. Anh chị em cứ liên tục tương giao với như vậy, Chúa bắt đầu trò chuyện với anh chị em. Đó là cách, đó là cách. Nói như tiên tri TV Joshua nói, một trong những phước hạnh lớn nhất của đời sống chúng ta là được nghe tiếng Chúa. Chữa lành cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi nha anh chị em. Được tiền bạc cũng là nhỏ thôi. Được nhà cao cửa rộng cũng nhỏ thôi. Bởi vì nói thiệt cho mấy thứ đó là cũng qua đi thôi. Nhưng mà khi anh chị em nghe tiếng Chúa rồi đó, thì tất cả những thứ đó nó chạy theo đời sống anh chị em. Chúa là thần, Ngài sẽ dẫn dắt anh chị em bằng tiếng phán bên trong. Chúa sẽ nói anh chị em, con làm điều này, con đi hướng này, con xây dựng hội thánh kiểu này, con phải học nghề này nè, con phải nộp đơn vào công ty này nè, con phải cầu nguyện Chúa để tăng nhất con lên vị trí này nè. Đời sống cho em sẽ từng bước từng tiến lên, vì Chúa muốn chúng ta thành công ngay cả trên đời này. Cho nên hỏi cho em, khi chúng ta cầu nguyện không thôi, khi chúng ta cảm tạ Chúa không thôi, khi chúng ta vui mừng mãi mãi, thì dẫn đến một điều nữa, đó là trong tâm lòng chúng ta xuất hiện những bài hát ngợi khen Ngài liên tục. Amen. Amen. Và bài hát đó là bài hát đẹp lòng Chúa, bài hát của lễ dân cho Chúa, một bài hát đến từ trái tim chứ không phải đến từ cái miệng này. Các bạn chứ, Chúa thích bài hát đến từ tâm lòng. Chúng ta có thể hát liên tục. Ví dụ
Lúc nào đi mình cũng có thể ngẫm nghĩ trong lòng và mình hát cái bài hát yêu mến này. Dù như bài bởi anh đi mà con đến cho người ta tình yêu cha làm con mãi hát ca Chúa nhân sự lòng con luôn thấu yêu như Chúa muốn chúng ta tự nguyện thờ phượng Ngài, tự nguyện hát ca ngợi Ngài bởi những ân điển lớn lao, bởi những điều diệu kỳ mà Ngài làm từng bước nhỏ trong cuộc đời của mình. Anh chị em ạ, nếu chúng ta xây dựng một đời sống từ bước nhỏ như vậy đó, Chúa sẽ nâng anh chị em lên những bước lớn lao. Chúa sẽ cho anh chị em thấy những ngày vĩ đại trong cuộc đời của mình. Chúa sẽ sức giàu cho anh chị em. Anh chị em sẽ nắm bắt được sự sức giàu của Đức Thánh Linh để biến đổi cộng đồng. Để bất cứ người nào đến với cuộc đời của anh chị em, trước hết họ không thấy anh chị em, mà họ thấy Đấng Christ trong đời sống anh chị em. Nếu mình thấy con người ít đến lợi lắm, nhưng mình thấy được Chúa trong con người, mình được biến đổi. Đó là điều mà Chúa cần ở nơi chúng ta. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta không thể nhảy cấp độ. Chúng ta hãy xây dựng từng chút một trong đời sống riêng tư của mình qua Chúa. Cho nên anh chị em ơi, Kinh Thánh chép tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Ngày xưa khi tôi đọc câu Kinh Thánh này, tôi hay nghĩ ông Phao-lô đang nói đến những việc lớn lao, những việc vĩ đại, những việc biến đổi quốc gia, những việc biến đổi thế giới. Nhưng khi tôi suy ngẫm lại thì Chúa mới tỏ cho tôi một điều rằng cái từ mọi sự này nó có nghĩa là từ việc nhỏ đến việc lớn. Tức là tôi làm từ việc nhỏ cho đến việc lớn, tôi đều nhờ sức của Chúa. Để Chúa được vinh hiển, để tôi trải nghiệm được sự trợ giúp của Ngài. Tôi thức dậy cũng nhờ sức Chúa. Tôi đánh răng cũng nhờ sức Chúa. Tôi ăn được bữa ăn ngon cũng nhờ sức Chúa. Tôi có công việc ổn định cũng nhờ sức Chúa. Tôi có thu nhập cũng nhờ sức Chúa. Tôi có được những con người, những anh em, những bạn bè tốt cũng nhờ sức Chúa. Amen chứ. Amen. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã đúc kết một kinh nghiệm, đó là ông làm được mọi sự nhờ Đấng thêm sức cho. Anh chị em ơi, hãy tin cậy Ngài. Và câu thứ hai là hãy chỉ tin cậy một mình Ngài mà thôi. Chúng ta không thể nào vừa nhờ cậy Chúa lại vừa nhờ cậy A, B, C, D. Không thể. Nhiều khi đời này lừa dối chúng ta. Ồ, Chúa cũng tốt, nhưng mà thêm cái này Chúa cũng tốt. Không. Chúa chúng ta là Đấng rất thánh, và Ngài cũng là Đấng rất ghen tuông. Ngài ghen tuông bởi tấm lòng chúng ta. Ngài muốn trái tim của chúng ta chỉ thuộc duy nhất về Ngài. Ngài muốn mỗi ngày chúng ta dâng lên Ngài sự tạ ơn tất tần tật, từ cái kim sợi chỉ cho đến mảnh đất biệt thự. Và hãy nói với Ngài rằng tất cả điều này là của Ngài giao cho con quản lý. Chúng ta hãy chiếu câu Kinh Thánh hồi nãy đó để chúng ta chốt lại vấn đề. Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại cái điều người ta trông mong đến người quản trị
là phải trung thành. Điều này rất quan trọng. Tôi hỏi anh chị em, khi chúng ta lìa cõi đời này, mình có mang được gì theo không? Đó là lời thật. Khi chúng ta sinh ra khỏi lòng mẹ, có ai cầm cục kim cương đem theo không? Có ai vừa lọt ra lòng mẹ có cục kim cương 1 ký? Không. Cộng với thân thể mình là 2 ký rưỡi nữa, là trong nặng 3 ký rưỡi, có ai không? Không. Chúng ta ra khỏi lòng mẹ trong ruột, và chúng ta đi rời khỏi thế giới này về với cha cũng hay không? Vậy thì anh chị em ơi, mọi sự mâu nhiệm, sự sức giàu, tài sản, nhà cửa, trí khôn, bằng cấp, sức lực, thời gian, tất tần tật những gì anh chị em đang sở hữu, thực chất là của Đức Chúa Trời, bị những cha anh em quản lý dần. Quản lý dần thôi. Đất Chúa ban cho anh em quản lý dần. Tiền Chúa ban cho anh em quản lý dần. Và cái người quản lý thì được trông mong, Chúa trông mong chúng ta là phải gì? Trung thành. Trung thành, đừng có hai lòng. Đừng có hôm nay nói rằng tôi nhờ cậy Chúa làm điều đó, nhưng ra ngoài đường gặp bạn bè nó hỏng, đây là sức lực của ta đấy. Giờ ta các bạn tiến sĩ cho nên ta đạt được điều đó, chúng quay đi học tiến sĩ đi. Đúng không ạ? Thế thì Chúa sẽ thấy. Cho nên chúng ta phải tôn vinh Chúa khắp mọi nơi, khắp mọi lúc, giữa mọi con người. Từ những con người tầm thường cho đến trước mặt những bậc vua chúa quan chức đời này, chúng ta cũng phải tôn cao Chúa của chúng ta là đấng giúp chúng ta đạt được mọi điều như có hôm nay. Đó là lý do mình phải cảm ơn Chúa mọi lúc. Đó là lý do chúng ta phải tin cậy Chúa và tin cậy chỉ một mình Ngài. Đó là lý do để chúng ta có thể được vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Và đó cũng là nền tảng để cho tấm lòng của chúng ta luôn hát những bài hát ngợi khen Ngài. Amen chị em. Tôi thấy điều đó rất là tuyệt vời. Và anh chị em sẽ bắt đầu nghe được tiếng của Chúa. Khi chị nghe được tiếng của Chúa, không ai trong chúng ta sẽ như cũ. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cho anh chị em. Khi tấm lòng anh chị em bắt đầu nghe được tiếng Chúa, anh chị em thật sự được tiếng đó. Anh chị em thật sự trải nghiệm được những điều mà trước đây mình chưa bao giờ trải nghiệm. Tiếng của đó không ở đâu xa đâu, đang ở trong lòng của anh chị em đó. Khi chúng ta dành thời giờ chất lượng cho Ngài, khi chúng ta học biết tiếng Ngài, khi chúng ta học biết trung thành, trung tín, cảm ơn Ngài hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, anh chị em bắt đầu nghe được tiếng của Ngài. Amen chị em. Anh chị em có muốn mình trở thành một con người đáng tin cậy không? Tôi cũng thích. Tôi thích một ngày nào đó, đó mà tôi sẽ được biết những điều cao siêu hơn, mầu nhiệm hơn ở trong Chúa. Mỗi ngày tôi luôn ao ước với Chúa: Chúa ơi, còn điều gì nữa, hãy tỏ Ngài cho con. Con chỉ thấy vui thỏa bên Ngài, con chỉ ham thích được ở kề cận Ngài thôi. Mọi sự trên đời này nó là rơm rác Ngài, con cần Ngài và chỉ một mình Ngài. Anh chị em ơi, hãy xây dựng cho mình một tấm lòng kề cận Chúa. Cho nên nếu giờ này anh em sẵn lòng cho điều đó, chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi tin rằng Chúa đang ở đây, Thánh Linh của Ngài vận hành ở đây. Để làm gì vậy? Để thăm viếng anh chị em, để rửa sạch chúng ta. Những ai đó đã từng lỗi lầm, không trung tín trong những việc nhỏ, không chân thật trong những việc của người khác, không cảm thấy nghiêm túc với những điều tạm bợ, những việc học hành, những việc thử nghiệm, thì hôm nay sự tha thứ của Chúa sẽ đến, máu của Chúa sẽ rửa sạch tấm lòng của anh chị em, suy nghĩ của anh chị em, để tất cả chúng ta đều đứng trước mặt Ngài thánh sạch, công bình, và Ngài đến để chạm lấy chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện. Mọi một chúng ta hãy đến với Ngài, hãy đến với Chúa một cách nhẹ nhàng, không vội vàng anh chị em. Chúa đang tôn trọng thời giờ, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang ở nơi đây. Khi anh chị em hết lòng cầu nguyện, Chúa đến thăm viếng, xây dựng mọi một chúng ta trở nên giống như Đấng Christ. Chúng ta hãy đến với Ngài, lạy Chúa.
con đến với Ngài giờ này cùng anh em con. Con xin huyết của Chúa Giêsu rửa sạch chúng con khỏi những lỗi lầm, dù là cố ý hay vô ý. Chúng con cần được tinh sạch trước sự hiện diện thánh của Ngài. Chờ trong chân của Giêsu quyền năng. Xin sự hiện diện của Ngài bao trùm tâm hồn chúng con giờ này. Trong chân của Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy nhắc lại cho anh em con nhớ những lỗi lầm, những điều gì xưa cũ không phù hợp với tiêu chuẩn của lời Ngài. Và chính thì giờ này Ngài tha thứ cho. Khi con của Đức Chúa Trời tha thứ thì người đó được tự do. Trong danh của Giêsu Christ quyền năng, tất cả những điều gì Satan dùng để kết nối người của Đức Chúa Trời với Satan phải bị bẻ gãy giờ này. Dù đó là sự dối gian, dù đó là sự lừa lọc, dù đó là sự khôn lỏi láo cá, hay bất kể những sự không trung tín, bất tín nhiệm, những sự không chân thật, phải bị bẻ gãy giờ này trong danh Giêsu Christ. Không thích sự tự do ở nơi này, sự giải cứu đến tại đây, quyền năng sự giải cứu đến tại đây là trong danh Chúa Giêsu Christ. Này hãy cầu nguyện, con nhìn thấy có nhiều điều ở nơi này cần phải được giải quyết, rất nhiều điều ở nơi này cần phải được giải quyết để nhân gian được sống thành công trên đất này trong danh Giêsu Christ. Cầu nguyện. Trong danh Giêsu, anh em hãy bẻ gãy tất cả mọi cách đối đầu, sao anh dùng những tiêu chuẩn ở đây để bắt bó anh em với nhau. Mình bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ. Mình suy nghĩ sai lầm, những điều mình lầm bầm không tha thứ, những chậm hơn gây ra, những thất bại đau đớn trong quá khứ, những đổ vỡ trong quá khứ, hãy bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ. Bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ. Tất cả những điều đó phải bị chôn đi trong danh Chúa Giêsu, bị chôn đi trong danh Chúa Giêsu. Và ta truyền lệnh cho tất cả những tà linh đang hành động trên đời sống con cái của Chúa Trời tại đây để cản trở sự thành công, để cản trở lòng yêu mến Chúa, để cản trở sự kết nối và đầy dạy thánh linh, phải bị bẻ gãy ra đi. Hãy ra đi trong danh Giêsu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giải cứu ở nơi này. Amen. Nguyên năng của sự giải cứu ở nơi này. Amen. Nguyên năng của sự giải cứu ở nơi này. Amen. Nguyên năng của sự tự do ở nơi này. Amen. Thánh Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, Thầy Chúa. Con nói rằng Ngài muốn xây dựng một dân để mời khen. Ngài muốn xây dựng một dân tin cậy Đức Chúa Trời. Ngài muốn xây dựng một dân thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng con công bố dân đó là chúng con ở đây. Hallelujah. 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 Sao lắm là cái bài ca. Sao lắm là cái lời nói. Sao lắm là cái ngốc hết năng lực. Sao lắm không có nguyên cái hội thánh của Đức Chúa Trời. Sao lắm không có nguyên cái nhân sự của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta là người tự do. Tự do để thành công. Tự do để có thể đạt được sản nghiệp trên đất này. Tự do để phục vụ Đức Chúa Trời. Tự do để xây dựng hội thánh của Ngài. Tự do để làm doanh nghiệp của Ngài. Tự do để làm ra sản phẩm của Ngài. Tự do để đưa người khác đến với sự cứu rỗi này. Tự do để chữa lành người khác. Tự do để giải thoát khỏi ma quỷ cho người khác. Chúng ta là người tự do. Hallelujah. 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 Đó là sự thật thôi nha. Đó là sự thật. Chúng ta rao ra sự thật. Chúng ta nói ra sự thật. Mà chân lý luôn luôn thành những điều giả dối. Cho nên Satan không thể lừa chúng ta được đó. Anh chị em ơi, đừng nghe nó. Hãy biến đổi tâm trí của mình. Hãy thay đổi lối sống. Hãy thay đổi cách chúng ta nói chuyện. Hãy thay đổi cách chúng ta suy nghĩ mọi ngày. Và tôi nói với anh chị em rằng anh chị em là người sáng sớm nghĩ về Chúa Giêsu, tối muộn cũng nghĩ về Chúa Giêsu, nằm trên giường anh em cũng nghĩ về Chúa Giêsu, đi trên đường anh em cũng nghĩ về Chúa Giêsu. Anh chị em là những người tôn vinh Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi biết anh chị em khao khát Chúa, nhưng Chúa thì không ở xa chúng ta. Ê-sai 59 nói rằng tay chúng ta không lại, mắt tay chúng ta không phải ngăn, nhưng tại tội lỗi các ngươi là ngăn cách ta với các ngươi. Có những điều sai trật trong đời sống của mình mà Đức Chúa Trời không thể với tới cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Chúa Giê-xu đến để chữa lành những vết thương lòng. Chúa Giê-xu đến để cho lòng của con người trở lại bình an và được chữa lành. Và chỉ có tấm lòng tự do như vậy mới có thể tiếp cận với thánh linh của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ hãy thánh hóa tấm lòng anh chị em cho Chúa. Hãy thánh hóa. Anh em hãy nói với Chúa rằng con chỉ tin cậy một mình Ngài. Và trọn cả cuộc đời này con chỉ tin cậy một mình Ngài, chỉ một mình Ngài. Tiền bạc không có chỗ trong tấm lòng con, danh vọng địa vị không có chỗ trong tấm lòng con, tất cả những gì trên đời này không có chỗ trong tấm lòng con. Chúa Giêsu, tấm lòng con là ngay duy nhất của Ngài. Hãy ngưng trệ, hãy ngưng trệ, hãy ngưng trệ. Thánh Linh ơi, con cầu nguyện giờ này, xin Ngài ngự xuống trên chúng con một cách mạnh mẽ. Mạnh mẽ, mạnh mẽ chứ. Hãy chặt lên trái tim của chúng con. Oh, hallelujah, con cầu nguyện cho hội chúng của Ngài. Tất cả anh em con đã đứng trước mặt Ngài. Cha ơi, trong danh của Giê-xu nguyện. Chúng con thánh hóa lên chặt Ngài. Thánh hóa chặt Ngài. Chúa ơi, chúng con cần Ngài. Khi đi chúng con cần Ngài. Khi ngủ chúng con cần. Khi làm việc chúng con cần. Khi giảng bài chúng con cần. Khi soạn bài giảng chúng con cần Ngài. Khi xây dựng hội thánh chúng con cần Ngài. Khi làm việc chúng con cần. Lạy Chúa Giêsu, lòng chúng con cần. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.